Vừa qua, Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đảng ủy cơ quan Thành đoàn đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai thực hiện kết luận quy định của hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, hội nghị học tập chuyên đề về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Tham dự và báo cáo tại hội nghị có đồng chí Tô Đại Phong, Phó trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Phó giáo sư tiến sĩ Quỳnh Thị Gấm, giảng viên cao cấp, nguyên trưởng khoa xây dựng Đảng và khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực 2. Hội nghị được tổ chức tại điểm cầu chính nhà văn hóa thanh niên thành phố và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại các cơ sở đoàn trực thuộc thành đoàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bao gồm Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa, Quy định số 37 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Trung ương về những điều đảng viên không được làm và kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện kết luận số 21. Đồng thời, các đại biểu cũng học tập chuyên đề về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, bao gồm nghiên cứu về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Sau hội nghị, các cơ sở đoàn trực thuộc thành đoàn và các chi đảng bộ trực thuộc, đảng ủy cơ quan thành đoàn tiếp tục tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền các nội dung đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động cơ quan thành đoàn, đến đoàn viên thanh niên thành phố, để cụ thể hóa và có thực hiện trong thực tiễn cuộc sống và trong quá trình công tác. Qua hội nghị, thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh mong muốn sẽ góp phần giáo dục đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố, nâng cao tinh thần truyền thống yêu nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, đồng thời thi đua thực hiện tốt các mô hình tiêu biểu, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.